Chào quý vị, hôm nay Kaden Channel trở lại để chia sẻ với quý vị những tin tức mới nhất trong chiều nay, ngày 20 tháng 12 năm 2021. Sau đây xin mời quý vị cùng nghe chúng tôi chia sẻ nhé. Lốc xoáy đã thổi bay bồn tắm và hai đứa trẻ nhỏ đã sống sót. Hai em bé 15 và 3 tháng tuổi được tìm thấy ở sân sau khi lốc xoáy thổi bay bồn tắm mà hai em bé đang nằm. Clara Luz, bà của bé Kaden 15 tháng tuổi và Dallas 3 tháng tuổi cho hay đã đặt cháu vào bồn tắm hôm 10 tháng 12 cùng một cái chăn, một cái gối và một cuốn kinh thánh. Sau đó thì ngôi nhà ở hạt Hopkins, tiểu bang Kentucky bắt đầu bị giật mạnh, bồn tắm bị nâng lên, tuột khỏi tay tôi. Luz nói, tôi không giữ nổi cái bồn, chỉ biết cầu Chúa. Luz bị bể nước của bồn tắm đập trúng sau đầu, căn nhà bị hư hại nghiêm trọng. Bà cố gắng tìm hai cháu trong đống đổ nát. Tôi chỉ biết lạy Chúa hãy che chở cháu tôi an toàn, cầu xin người. Cảnh sát tìm thấy bồn tắm úp ở sân và hai đứa bé vẫn sống sót ở bên dưới. Họ phát hiện Dallas bị sưng ở sau đầu và đưa cậu bé tới bệnh viện Y Đại học Vanderbilt ở Nashville, nhưng máu đã ngừng chảy trước khi tới viện. Bà cho hay nhà của bố mẹ hai em bé ở mũi phía bắc của hạt và gần như là không bị lốc xoáy ảnh hưởng. Hơn 40 trận lốc xoáy đã tấn công 6 tiểu bang Arkansas, Mississippi, Missouri, Kentucky, Tennessee và Illinois. Vào đêm 10 tháng 12, lốc xoáy giật sập đường dây điện, tốc mấy nhà, hủy hoại nhiều khu vực dân cư, khiến cho ít nhất 92 người thiệt mạng. Đợt lốc xoáy hình thành ở miền trung nước Mỹ khi khối khí lạnh từ vùng cực di chuyển xuống phía nam và tương tác với khối không khí nóng ẩm ở khu vực này. Hiện tượng La Nina được cho là khiến mùa đông ấm hơn bình thường ở miền nam của nước Mỹ. Các nhà khoa học cảnh báo thời tiết bất thường, nhiệt độ ấm lên vào mùa đông sẽ phổ biến khi trái đất nóng lên. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì chồng run rẩy mất bình tĩnh chờ cảnh sát sau khi vợ nhờ kiểm tra túi ni lông đỏ treo sau nhà hàng xóm. Điều kinh hoàng đã xảy ra khi tôi tới gần, bởi đó đúng là khối thịt nhưng mang hình hài của một đứa bé đông lạnh đang cuộn tròn trong tư thế bào thai. Sau khi ra khỏi nhà, điều đầu tiên đập vào mắt của cô là một bọc ni lông màu đỏ khá to đang treo ngay trước cửa nhà hàng xóm, nhìn khá là kỳ dị. Tôi và vợ đã hoàn toàn bị sốc, vợ tôi thậm chí không thể thốt nên lời. Tôi thậm chí phải ra vườn và liên tục hút thuốc để xoa dịu thần kinh. Trong lúc chờ cảnh sát thì tôi cảm thấy cơ thể của mình như phát ốm vậy, không thể gạt bỏ những hình ảnh đó ra khỏi đầu vào lúc này. Người chồng chia sẻ, Carol Hurst sống ở Doncaster, South Yorkshire, Vương quốc Anh, chỉ mới sinh con được 6 tuần. Và như mọi ngày cô cùng với chồng đang bế con trong nhà thì nhận được điện thoại từ những người hàng xóm. Họ nói rằng có hai đứa trẻ đã phát hiện ra một điều kinh hoàng ngay cạnh nhà cô, nên họ muốn thông báo cho gia đình được biết. Sau khi ra khỏi nhà, điều đầu tiên đập vào mắt cô là một bọc ni lông màu đỏ khá to, đang treo ngay trước cửa nhà hàng xóm, nhìn khá kỳ dị. Bên trong là khối thịt màu đỏ, mà theo như Carol, có thể người hàng xóm vứt bỏ miếng thịt hết hạn ra khỏi tủ lạnh vì nó đang trong trạng thái rã đông. Tuy nhiên, điều kinh hoàng đã xảy ra khi cô tới gần, bởi đó đúng là khối thịt nhưng mang hình hài của một đứa bé đông lạnh đang cuộn tròn trong tư thế bào thai. Tôi vừa nhìn thấy đứa bé này thì chỉ muốn ngất xỉu, tôi không dám kiểm tra kỹ mà đóng ngay túi lại, Carol cho biết. Bị sốc, cô liền gọi điện cho chồng và chỉ kịp nói một câu, có một đứa bé đã chết. Ban đầu thì Daniel, chồng của Carol, là một nhân viên siêu thị tin rằng có thể bạn gái mình đã nhầm với một con búp bê bởi trò chơi khăm của ai đó. Tuy nhiên, suy nghĩ này là đã hoàn toàn biến mất. Daniel hoàn toàn sốc khi nhìn thấy thi thể của đứa bé. Khi tôi chạm vào chiếc túi, tôi có thể chắc chắn đó là một thi thể thai nhi. Sở dĩ như vậy bởi chúng tôi cũng mới có một bé gái sơ sinh vừa chào đời cách đây 6 tháng, nên tôi có thể nhận định chắc chắn, Daniel kể. Em bé trong tư thế bào thai, da đóng băng và có rất nhiều xương giá trên chân của hình hài nhỏ bé đấy, người đàn ông bàng hoàng khi nhớ lại. Trở về nhà với đứa con mới sinh, Carol liền muốn bấm điện thoại để gọi cảnh sát. Tuy nhiên do quá hoảng loạn mà cô không nói nên lời và đành chờ Daniel về để thuật lại sự việc. Tôi và vợ đã hoàn toàn sốc, vợ tôi thậm chí không thể thốt nên lời. Tôi thậm chí phải ra vườn và liên tục hút thuốc để xoa dịu thần kinh.
Trong lúc chờ cảnh sát, tôi cảm thấy cơ thể mình như phát bệnh vậy, không thể gạt bỏ được những hình ảnh đó ra khỏi đầu lúc này. Thật là buồn nôn và không thể tin là người ta lại có thể làm ra cái hành động tàn nhẫn như vậy. Cảnh sát South Yorkshire cho biết họ đã được gọi vào lúc 12 giờ 15 phút và có mặt tại hiện trường cùng với dịch vụ xe cứu thương. Rất tiếc là đứa bé được cho là đã tử vong tại hiện trường. Tuyên bố cho biết hai phụ nữ 17 và 45 tuổi đã bị bắt vì tình nghi giết người và vẫn bị cảnh sát giam giữ vào thời điểm này. Về phía vợ chồng Daniel và Carol, do vẫn bị sốc và quá ám ảnh, cặp đôi đã cùng con gái mới sinh tạm thời đến người nhà quen để sinh sống. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì Mỹ đã phát hiện ra gần 50 ca mắc COVID-19 trên một chiếc du thuyền lớn nhất thế giới. Theo giới chức y tế, hầu hết các bệnh nhân đều có triệu chứng nhẹ hoặc là không có triệu chứng và 98% trong số này đã chích ngừa đầy đủ. Giới chức y tế thành phố Miami thuộc bang Florida của Mỹ thông báo đã phát hiện 48 ca mắc COVID-19 trên Symphony of the Seas khi du thuyền lớn nhất thế giới này cập cảng ngày 18 tháng 12. Cụ thể là 48 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn trên tàu Symphony of the Seas đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Theo giới chức y tế, hầu hết các bệnh nhân đều có triệu chứng nhẹ hoặc là không có triệu chứng và 98% trong số này đã chích ngừa đầy đủ. Trước đó, để thực hiện chuyến du lịch 7 ngày trên tàu Symphony of the Seas, toàn bộ du khách trên 12 tuổi buộc phải chích đủ liều vaccine và thực hiện xét nghiệm COVID-19 trước khi lên tàu. Ngoài quy định chích vaccine, thủy thủ đoàn cũng buộc phải xét nghiệm định kỳ hàng tuần. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì hơn 40 người tị nạn đã được cứu vào đất liền tại nước Anh. Hơn 40 người tị nạn được cứu tại Anh, 5 người đàn ông đã bị rơi khỏi xuồng, cũng được cứu. Chưa có luật chính xác rằng những người di cư vào như vậy sẽ phải ở trong các trung tâm giam giữ bao lâu. Đội cứu hộ đã được gọi đến cứu một nhóm hơn 40 người đang thực hiện chuyến hải trình nguy hiểm đến thị trấn Leith ở Kent vào sáng ngày 19 tháng 12 năm 2021. 5 người di cư đã được đội cứu hộ RNLI kéo lên giữa sương mù dày đặc. 5 người đàn ông đã bị rơi khỏi chiếc xuồng dài 10 mét, một trực thăng và một chiếc xuồng cứu hộ RNLI Dungeness đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và vớt 5 người đang vẫy vùng giữa biển khơi giá rét. Đầu tuần này, thì Bộ Nội vụ xác nhận Bộ sẽ sử dụng Trung tâm Phát triển và Huấn luyện Cứu hỏa cũ ở Manston để làm nơi trú ngụ cho người xin tị nạn. Năm ngoái, trung tâm này đã đóng cửa sau khi hết hạn hợp đồng 12 năm trị giá 525 triệu bảng Anh. Nghị sĩ khu vực North Thanet, Sir Roger Gale, đã chỉ trích Bộ Nội vụ tại cuộc họp ở Hạ viện vào hôm thứ Tư. Ông chất vấn bao nhiêu người di cư sẽ bị giam giữ tại trung tâm mới ở Manston và họ sẽ phải chôn chân ở đó trong bao lâu. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay, thì khoảnh khắc thai nhi ăn, hắt hơi và khóc trong bụng mẹ cực đáng yêu. Em bé không chỉ ăn, ngủ mà còn biểu cảm và hành động vô cùng đáng yêu trong tử cung của người mẹ. Trong suốt 9 tháng 10 ngày mang thai thì niềm vui lớn nhất của người mẹ là được ngắm nhìn con qua màn ảnh siêu âm. Không cảm giác nào tuyệt vời bằng cảm giác biết được trong bụng mình con yêu đang làm gì. Nhiều bà mẹ chỉ mong đến ngày siêu âm để được gặp con, ngắm nhìn con phát triển từng ngày. Nhờ sự tiến bộ trong công nghệ hiện nay thì người mẹ không chỉ biết em bé phát triển trong tử cung thế nào mà còn có thể ngắm nhìn biểu cảm, hành động của chúng một cách chân thực nhất. Mẹ bầu từ từ được chứng kiến con yêu phát triển từ quả trứng nhỏ xíu thành một em bé 3,5 kg khóc to vang khi chào đời. Nếu như trước đây chỉ có siêu âm 2D với hình ảnh đen trắng về thai nhi thì mẹ bầu sẽ ít cảm nhận được sự chuyển động của con yêu. Thì nay, nhờ phương pháp siêu âm 3D 3 chiều thì bạn có thể quan sát được mọi chuyển động nhỏ nhất của em bé trong bụng mẹ. Thậm chí với siêu âm 4D là 4 chiều thì hình ảnh về đứa bé còn rõ ràng hơn bao giờ hết. Nếu các mẹ cũng đang tò mò muốn biết thai nhi có những biểu cảm, hoạt động nào trong bụng mẹ thì hãy xem những hình ảnh sống động trong video. Thai nhi khi nằm trong tử cung ấm áp của người mẹ không đơn thuần chỉ có đạp đâu, thai nhi cũng biết nhai tóp tép, nhăn mặt, hắt hơi, thậm chí dụi mắt khóc nữa.
Video bắt đầu bằng hình ảnh siêu âm của một em bé gần như phát triển đến kích thước đầy đủ. Ở giây thứ 22, hình ảnh 4D cho thấy biểu hiện thanh thản trên khuôn mặt của bé, cho thấy nó đang rất thoải mái, dễ chịu. Đến giây thứ 37 thì em bé đã chuyển động ngay lập tức khi mồm nhai tót tép. Bạn có thể thấy em bé lấy một ngụm thức ăn và nhai nó như một đứa bé đã chào đời. Vào phút thứ 1, 2.13 thì bạn có thể ngắm gương mặt bực bội của em bé. Có lẽ mẹ đã nuốt một cốc nước lạnh và đứa bé không hài lòng. Chỉ vài giây sau đó thì đứa bé đã chìm trong giấc ngủ khi dùng đôi tay bé nhỏ làm gối ngủ. Khoảnh khắc quý giá nhất nằm ở 2 phút 13 giây. Lúc này bạn có thể nhìn vào đứa bé đang dụi mắt bằng những ngón tay nhỏ. Có vẻ em bé đang khóc. Cuối cùng video kết thúc khi em bé chìm vào giấc ngủ, điều khiến bất kỳ trái tim người mẹ nào cũng tan chảy. Chỉ trong hơn 2 phút thì em bé bé bỏng đã làm rất nhiều hành động trong bụng mẹ, từ ăn, ngủ, khóc, từ biểu cảm hài lòng đến bực bội. Nếu như bạn chưa được ngắm nhìn những hành động tinh nghịch của con mình thì hãy thử sử dụng siêu âm 4D để trải nghiệm. Chắc hẳn bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên và hạnh phúc khi thấy cuộc sống thực sự của con yêu trong bụng mình suốt 9 tháng trời. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì trúng số 1 triệu đô la từ quà sinh nhật. Người phụ nữ ở Michigan đã trúng giải độc đắc 1 triệu đô la từ tờ vé số 10 đô la mà em trai tặng sinh nhật. Cứ đến sinh nhật hàng năm là em trai lại mua tặng tôi một tờ vé số. Người phụ nữ 68 tuổi giấu tên ở Detroit, tiểu bang Michigan cho biết: "Tôi cào vé và sửng sốt khi thấy ghi trúng giải 1 triệu đô la. Chiếc vé trúng thưởng Jumbo Cash được mua ở một khu ẩm thực trong thành phố với giá 10 đô la. Bà đã tới công ty xổ số Michigan nhận giải và chọn cách nhận tiền một lần là 634.000 đô la. Số tiền này sẽ dùng để mua xe hơi mới và chia sẻ với gia đình. Tôi từng rất vui khi trúng 20 đô la nên trúng giải 1 triệu đô la thì cảm giác vô cùng tuyệt vời, bà nói. Vé số Jumbo Cash của công ty xổ số Michigan bắt đầu phát hành từ tháng 5 và người chơi đã thắng hơn 27 triệu đô la. Mỗi vé 10 đô mang tới cơ hội giành giải thưởng từ 10 đô la tới 1 triệu đô la. Hiện vẫn còn số giải thưởng trị giá hơn 27 triệu đô la, trong đó một giải độc đắc 1 triệu đô la, 127 giải 2.000 đô la. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì cảnh sát đã bắt 2 người vì can thiệp bắt cướp tại Macy's. Cảnh sát San Jose hôm thứ Bảy cho biết họ đang điều tra sau khi một nhóm vào cửa hàng Macy's tại Westfield, Oak Ridge Mall và thực hiện một vụ trộm. Theo cảnh sát thì một nhóm từ 6 đến 8 người đàn ông bước vào cửa hàng vào khoảng 6 giờ chiều. Các viên chức cho biết đội phòng chống tổn thất của Macy's đã cố gắng ngăn chặn các nghi can khi một trong số họ hành hung một nữ nhân viên, người này bị thương nhẹ. Cảnh sát cho biết nhóm này đã bỏ trốn khỏi khu vực trước khi các viên cảnh sát kịp đến. Theo cảnh sát San Jose, một cậu bé và một phụ nữ sau đó đã bị tạm giữ vì can thiệp vào một vụ bắt giữ nhóm người này. Cảnh sát nói thêm rằng không có mối quan hệ nào được biết giữa những người bị giam giữ và nhóm người này. Hiện tại vẫn chưa biết có hàng hóa nào bị đánh cắp hay không. Một số nhân chứng không tin và nói rằng cảnh sát đã đi quá xa trong vụ việc. Một đoạn video trên điện thoại di động do NBC Bay Area thu được vào tối thứ Bảy xuất hiện cho thấy một viên cảnh sát yêu cầu một phụ nữ lùi ra ngoài trung tâm mua sắm Oak Ridge Mall và dẫn đến một cuộc xung đột. Hai nhân chứng cho biết họ đã nhìn thấy các nhân viên an ninh đang giam giữ một thiếu niên. Họ nói rằng cảnh sát đã thô bạo với cậu bé. Viên cảnh sát đến gần mẹ tôi quá mức và về cơ bản là nắm lấy cánh tay của bà. Mẹ tôi phải hất tay ra và viên cảnh sát này khó chịu hơn khi bà nói rằng bà làm gì sai. Và đó là lúc viên cảnh sát quyết định tóm lấy bà ấy và quật bà ấy xuống sàn. Anna Hammer nói, Marcella Ruiz, người quay video cũng lên tiếng về vụ việc. Có thời điểm tôi nghĩ rằng viên cảnh sát sẽ tấn công tôi ngay khi bắt đầu đi về hướng đó. Tôi đã lùi lại vì tôi sợ, cô nói. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì bị đánh chết trong một ngôi đền thiêng. Một thanh niên bị đám đông đánh chết về hành vi báng bổ trong ngôi đền được các tín đồ đạo Sikh coi là linh thiêng nhất ở Amritsar, Ấn Độ. Hỗn loạn xảy ra trong buổi cầu nguyện hàng ngày hôm 18 tháng 12 sau khi một thanh niên khoảng từ 20 đến 25 tuổi nhảy qua hàng rào vào thánh địa bên trong đền vàng ở thành phố Amritsar
miền Bắc của Ấn Độ. Đền Vàng là một trong những địa điểm linh thiêng nhất của người theo đạo Sikh ở Ấn Độ. Video do camera an ninh quay lại cho thấy thanh niên này cố gắng đoạt thanh kiếm được bày trước Guru Granth Sahib, kinh sách thiêng của đạo Sikh. Những người bên trong ngôi đền lao đến ngăn cản thanh niên này, rồi lôi anh ta ra ngoài và đánh đập. Người đàn ông chít khăn vàng trên đầu, đột nhiên nhảy qua hàng rào. Những người bên trong túm lấy anh ta và đưa ra hành lang, nơi cuộc hỗn chiến nổ ra và người này thiệt mạng. Paminder Singh Bandor, phó cảnh sát trưởng thành phố Amritsar hôm nay cho biết, cảnh sát đang kiểm tra đoạn video để thu thập thêm thông tin. Thủ hiến của bang Punjab, Banwariyan Purohit lên án mạnh mẽ vụ hỗn chiến, gọi đây là hành động báng bổ tồi tệ và đáng tiếc. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì robot sát thủ không còn là chuyện khoa học viễn tưởng nữa. Cuộc họp của 125 quốc gia tham gia Công ước về Vũ khí Vô Nhân Đạo, viết tắt là CCW, kết thúc ngày 17 tháng 12 tại Geneva, Thụy Sĩ. Một cách lặng lẽ, hầu hết các quốc gia tham dự muốn hạn chế vũ khí robot sát thủ, trừ Nga và Mỹ. Theo báo New York Times, cuộc họp có vẻ giống như một hội nghị bí mật của Liên Hiệp Quốc, ít người biết đến. Tuy nhiên, các chuyên gia về trí tuệ nhân tạo, chiến lược quân sự, giải trừ quân bị và luật nhân đạo rất chăm chú theo dõi hội nghị. CCW được coi là Công ước về Vũ khí Vô Nhân Đạo. Đó là một khuôn khổ các quy tắc cấm hoặc hạn chế các loại vũ khí được coi là gây ra đau khổ không cần thiết, không chính đáng và bừa bãi. Chẳng hạn như chất nổ gây cháy, tia laser chói mắt và bẫy bom mìn không phân biệt giữa các lực lượng chiến đấu và thường dân. Công ước lại không có điều khoản nào dành cho robot sát thủ. Với sự xuất hiện của hệ thống vũ khí robot sát thủ, hàng loạt vấn đề kiểm soát, đạo đức được đặt ra như các quốc gia nên làm gì, điều chỉnh hoặc là cấm chúng. Về mặt kỹ thuật thì các robot sát thủ được gọi là hệ thống vũ khí tự động giết người, bao gồm máy bay không người lái, súng và bom tự động với bộ não nhân tạo, có thể tự quyết định tấn công và giết người. Hiện nay thì hệ thống vũ khí sát thủ tự động này được phát minh và thử nghiệm với tốc độ nhanh chóng mà không có sự giám sát chặt chẽ. Một số nguyên mẫu thậm chí đã được sử dụng trong các cuộc xung đột thực tế. Vào tháng 3, các nhà điều tra của Liên Hợp Quốc cho biết một hệ thống vũ khí tự động giết người đã được các lực lượng được chính phủ hậu thuẫn ở Libya sử dụng để chống lại các chiến binh dân quân. Sự phát triển của những cỗ máy sát thủ này được coi là một sự kiện địa chấn, tương tự như việc phát minh ra thuốc súng và bom hạt nhân. Sát thủ không có lòng trắc ẩn. Các nhà phê bình cho rằng thật đáng khinh thường về mặt đạo đức khi giao việc đưa ra quyết định giết người cho máy móc, bất kể sự tinh vi của công nghệ. Làm thế nào mà một cỗ máy phân biệt được người lớn với trẻ em, một chiến binh với súng bazooka với một dân thường với một cây chổi, một chiến binh thù địch với một người lính bị thương hoặc đầu hàng? Về cơ bản thì các hệ thống vũ khí tự động gây ra mối quan tâm đạo đức cho xã hội về việc thay thế các quyết định của con người về sự sống và cái chết bằng các quy trình cảm biến, phần mềm và máy móc, Peter Moore, Chủ tịch Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế, nói tại hội nghị Geneva. Trước hội nghị thì Tổ chức Theo dõi Nhân quyền của Trường luật Harvard đã kêu gọi tiến hành các bước hướng tới một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý, đòi hỏi sự kiểm soát của con người với loại vũ khí sát thủ này. Robot sát thủ sẽ thiếu lòng trắc ẩn, sự đồng cảm, lòng thương xót và sự phán xét cần thiết để đối xử nhân đạo với con người. Chúng không thể hiểu được giá trị vốn có của cuộc sống con người, các nhóm lập luận trong một bài báo ngắn gọn để ủng hộ các khuyến nghị của họ. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì hơn 8.000 tấn thanh long đã kẹt tại biên giới Trung Quốc sắp bị đổ bỏ. Theo thống kê của Hiệp hội Thanh Long Bình Thuận, hiện có khoảng 500 xe container thanh long đang gặp khó trong việc thông quan tại các cửa khẩu biên giới giáp với Trung Quốc, có nguy cơ hư thối phải đổ bỏ. Theo báo Thanh Niên thì tại các cửa khẩu biên giới Lạng Sơn đang có khoảng 4.800 xe container chở trái cây và các hàng hóa khác đang chờ thủ tục thông quan xuất sang Trung Quốc, chủ yếu là trái cây thanh long, mít, xoài, dưa hấu. Hiện trái cây hư hỏng do nằm dài ngày chờ thông quan.
Ông Huỳnh Cảnh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thanh Long Bình Thuận, chủ doanh nghiệp chuyên xuất cảng Thanh Long, cho hay ngoài các tỉnh khác thì Bình Thuận có khoảng 500 xe container Thanh Long đang mắc kẹt tại các cửa khẩu Lạng Sơn, chưa tính cửa khẩu Bắc Luân, giáp tỉnh Quảng Ninh. Theo thông tin thì hiện có khoảng 8.000 tấn Thanh Long đang mắc kẹt tại các cửa khẩu Lạng Sơn. Trong khi đó, phía Bằng Tường ở Trung Quốc cho biết dịp Tết Dương lịch này họ nghỉ 14 ngày. Như vậy, khả năng thông quan sớm hàng hóa nói chung và trái thanh long nói riêng rất khó. Điều đó đã dẫn đến trái cây hư hỏng do để nằm quá dài ngày ở đây. Ông Cảnh lo lắng nói. Cũng theo ông Cảnh thì phải mất khoảng một tháng nữa mới có thể làm xong thủ tục lượng xe container đang tồn đọng ở biên giới. Tình trạng này sẽ còn kéo dài, không biết khi nào mới chấm dứt vì có những tình huống mình không thể kiểm soát được, chẳng hạn như diễn biến của dịch COVID-19. Họ kiểm soát rất chặt nên thủ tục thông quan rất chậm. Theo ông Cảnh, nhu cầu tiêu thụ trái thanh long vào nội địa Trung Quốc là rất lớn do hiện nay đang vào mùa cuối năm. Trong khoảng 20 ngày trở lại đây thì giá thanh long dao động từ 15.000 đến 20.000 đồng một ký và vẫn bán chạy. Trả lời báo Thanh Niên thì ông Phan Văn Tấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Thuận cho biết hiện nay thanh long đang vào mùa thu hoạch trái vụ, nên thông tin hàng ngàn xe đang ùn ứ tại cửa khẩu biên giới phía Bắc khiến cho lãnh đạo tỉnh cũng như ngành nông nghiệp rất quan tâm. Phần chia sẻ của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Cadence Channel từ đầu cho đến cuối. Mọi ý kiến và đóng góp mong quý vị comment ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.